COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội. 6 tháng qua, sau những ảnh hưởng của đại dịch, thương mại điện tử đã trở thành điểm sáng chủ đạo của nền kinh tế. Thói quen của người tiêu dùng cũng đang dần thay đổi, thích nghi với việc mua hàng trực tuyến, đặc biệt là giới trẻ luôn đồng hành cùng các thiết bị di động. Vì vậy, việc phát triển các hoạt động thương mại điện tử đang được coi là cánh cửa thoát hiểm cho nhiều doanh nghiệp sau những khó khăn mà dịch COVID-19 gây ra. Ngay sau Tết, đại dịch COVID-19 đã kéo cả nền kinh tế bước vào một kỳ nghỉ dài và đạt đỉnh điểm trong những tuần giãn cách xã hội. Các cửa hàng kinh doanh sản phẩm dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa. Gần như toàn ngành bán lẻ và các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống lâm vào cảnh hụt doanh thu. Thương mại điện tử lúc này đã trở thành điểm sáng, thu hút sự quan tâm chưa từng có của doanh nghiệp. Đây là một cái điều kiện rất là quan trọng để giúp gọi là thúc đẩy cái thương mại điện tử. Đặc biệt là những cái doanh nghiệp, những con người, những khách hàng mà lâu nay gọi là không mặn mà, thì đây có thể nói là cái cú hích quyết định để gọi là cả phía người tiêu dùng, cả doanh nghiệp là tham gia sâu rộng hơn vào cái thương mại điện tử. Không chỉ tăng cường những giao dịch mua bán trực tuyến, làm tăng doanh thu cho người bán và đem đến sự tiện lợi cho người tiêu dùng, các sàn thương mại điện tử còn là công cụ hữu hiệu cho các nhà quản lý khi phát huy được những lợi thế trong đại dịch. Trong dịch Covid, chúng tôi cũng ghi nhận là các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các sàn thương mại điện tử là rất chủ động trong việc là ứng phó với cả dịch Covid. Ở đây có thể điểm đến ví dụ như là rất nhiều sàn là thực hiện theo cái đề xuất từ phía bên Cục Thương mại điện tử là đã triển khai miễn phí chuyển phát đến các cái tỉnh thành phố mà có dịch. Đấy, rồi đặc biệt là rất nhiều sàn thì đã triển khai những chương trình như là truy quét các cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc xuất xứ liên quan đến khẩu trang, liên quan thiết bị y tế. Thì đây là cái điểm mà chúng tôi đánh giá rất cao các sàn thương mại điện tử trong đoạn vừa qua. Với điểm xuất phát chỉ khoảng 4 tỷ USD vào năm 2015, nhưng tốc độ tăng trưởng cao đã khiến quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam dự kiến có thể đạt 13 tỷ USD trong năm nay. Dư địa cho thương mại điện tử ở Việt Nam vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh mới, khi theo báo cáo của WTO, dịch COVID-19 đã khiến doanh số bán hàng trực tuyến của doanh nghiệp cho khách hàng cá nhân tăng lên đỉnh điểm. Các doanh nghiệp phải bắt kịp với cái xu hướng và kịp thời chuyển mình để mà gia nhập vào thương mại điện tử. Và ít nhất các doanh nghiệp phải có một cái bộ phận phòng ban liên quan đến việc là chào hàng cái sản phẩm sản xuất kinh doanh của mình trên kênh thương mại điện tử và xem cái kênh thương mại điện tử là một cái kênh quan trọng và tiềm năng trong sắp tới để mà đầu tư phân phối hàng hóa trên kênh thương mại điện tử thay vì là những chỉ tập trung vào những kênh truyền thống như trước đây. Với thương mại điện tử, doanh nghiệp đã tăng được việc tiếp cận đầu vào và đầu ra, mở rộng khả năng quảng bá mà không cần tăng chi phí tương ứng. Chính vì vậy, việc áp dụng thương mại điện tử có thể coi như một đòn bẩy, giúp doanh nghiệp kích cầu được người tiêu dùng mua sắm trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, với sự tăng trưởng mạnh mẽ lên đến gần 30% mỗi năm, thương mại điện tử Việt Nam đang mở ra những cánh cửa thoát hiểm cho các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống đang bế tắc từ những khó khăn mà đại dịch Covid mang lại. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của thương mại điện tử cũng mang lại những thách thức không nhỏ. Thương mại điện tử nó bùng phát là do cái nguyên nhân là Việt Nam trở thành cái nước mà có phát triển GDP lớn nhất thế giới. Cho nên tất cả thế giới họ dồn về Việt Nam. Amazon, Alibaba hay là JD, các đơn vị đấy họ bắt đầu tập trung họ nhỏ hóa Việt Nam. Và đấy chính là cái cơ hội để cho cái gọi là thương mại điện tử Việt Nam bùng phát. Tuy nhiên cũng là cái nguy cơ, tức là các doanh nghiệp Việt Nam, các SME Việt Nam là bị cạnh tranh rất lớn từ những đối tác hàng đầu nước ngoài. Một vấn đề khác đó là tình trạng hàng giả, hàng nhái xuất hiện trên các kênh bán hàng trực tuyến đã làm mất uy tín doanh nghiệp, mất niềm tin của người tiêu dùng. Theo thống kê mới nhất của Bộ Công Thương, chỉ tính trên các sàn thương mại điện tử như Sendo, Shopee, Lazada, Tiki, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã xử lý khoảng trên 11.400 gian hàng và 26.400 sản phẩm vi phạm. Tuy nhiên, số lượng các gian hàng và sản phẩm vi phạm được các sàn thương mại điện tử xử lý gỡ bỏ thời gian gần đây cũng đã giảm hẳn so với trước. Hiện nay chúng tôi cho rằng là các cái nền tảng thanh toán cho thương mại điện tử, nền tảng hỗ trợ giao dịch cho thương mại điện tử ở Việt Nam là tương đối tốt. Và quan trọng từ phía doanh nghiệp là phải xây dựng được cái uy tín với khách hàng, tức là giao hàng sử dụng các cái công cụ, ví dụ như là thông báo, thông tin cho khách hàng trong quá trình giao dịch này, rồi là sử dụng các sản phẩm của dịch vụ chuyển phát của các đơn vị uy tín, rồi là trong quá trình giao dịch thì phải xử lý nhanh các cái khâu khiếu nại và giải quyết tranh chấp của khách hàng.
Để nâng cao lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp cần sử dụng các nền tảng hỗ trợ giao dịch đảm bảo uy tín, từ xác thực thông tin, xử lý tranh chấp khiếu nại, qua đó xây dựng được nền tảng tín nhiệm trong thương mại điện tử. Hiện Việt Nam đang ở thời điểm có đà phát triển tốt và được đánh giá là đất nước có những tiền đề lợi thế trong thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển kinh tế số. Trong bối cảnh mới, nỗ lực tự thân của doanh nghiệp cùng những sự hỗ trợ thích hợp thiết thực của nhà nước sẽ là đòn bẩy để thương mại điện tử Việt Nam phát triển và đạt được mục tiêu 35 tỷ USD vào năm 2025 mà chính phủ đã đề ra.